Hai chào tất cả mọi người, thì bây giờ thì mình chuẩn bị mình đi bắt con thú da bò mái rồi. Thì cũng có như mình có nói trên Zalo á, thì con này con mái ngược loan. Bây giờ mình đi xem rồi mình sẽ đem về nhà cho mọi người cùng xem ha. Bây giờ mọi người theo chân mình. Bà rồi mọi người ơi, con máy đã đây. Lưng đỏ ngực, lưng vàng ngực xám. Wow, đầu mỏ lột nha mọi người, ở ngoài mỏ lột trắng nha, đó mọi người thấy không, ở ngoài chớp mỏ dưới á trắng. Mỗi thi nha mọi người, cái tánh mình nó kỳ lắm, mà chim mình coi là phải bắt tay coi cho rõ chứ mà kiểu mà để mà ngó ngó dùm dòm hiện mà lắm. Nói chung là con này không tặc lỗi gì hết mọi người. Mình sẽ bắt nó ra. Bắt nó ra. Đi ra đây con. Đó, thấy chưa, đầu mỏ lọc nè. Ngực nó xám. Úi da. Xám nhưng mà nó không giống con ngực, con mấy con ấy mà nó ngực nó còn vàng 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 kiểu. Con này mà ăn cái con cuốn chiếu chừng vài bữa là ngực có đẹp lắm mọi người. Tôi cầm lên tay mà còn e nữa mày. Nó còn e luôn mọi người ơi, đâu sợ gì đâu. À, vô. Xong tép ra một con nữa. Mình còn con bạc ôm cống nữa mọi người. Con bạc này nó có cái nết chai con một giò mọi người ơi, giống như con bò xưa của mình chai con giò, đứng một giò giờ đứng giờ dở. Đâm sang lọt luôn.
chắc phải làm ngay cho nó rồi, con ngay của nó dài quá. Con bạc này là bao ôm cắm luôn nha anh em. Nói chung mà anh em nào thích con nào thì alo cho mình con đó ha. Số điện thoại mình là 0929 887 346. Thì hiện tại hai con này nó chưa xuống lông nha, vẫn còn lông nha. Xíu thì mình sẽ cho con bạc này nó lên lồng này ở luôn, để cho chậm lông đó mọi người, cho nó xuống lông luôn. Thôi chắc mình kết thúc video tại đây ha. Thì anh em nào thích cái con nào thì alo cho mình con đó ha. Số phone mình là 0929 887 346 nha. 0929 887 346 nha.